Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903S những ngày cuối năm. Theo ghi nhận, lượng phương tiện đến đăng kiểm không quá đông. Tuy nhiên, các đăng kiểm viên cũng phải làm việc khẩn trương để tránh ùn ứ. Trung tâm đã yêu cầu các bộ phận đăng kiểm viên xây dựng quy trình làm việc khoa học, khai thác hiệu quả hai dây chuyền kiểm định, đảm bảo công suất kiểm định tối đa. Để giảm tải cho các phương tiện để đỡ bị đông thì chúng tôi đã yêu cầu các công nhân viên trước làm việc sớm nhất, có thể là có hôm lại làm muộn hơn nữa để giải thoát lượng phương tiện tồn đọng và cho người dân trong ngày. Thông thường vào cuối năm, nhu cầu đăng kiểm phương tiện thường tăng cao. Đây cũng là thời điểm các phương tiện được giãn chu kỳ kiểm định hồi tháng 6 vừa qua đến hạn đăng kiểm. Cùng tình trạng với trung tâm 2903S, bên cạnh việc chuẩn bị về con người, trung tâm 2903V cũng luôn chủ động bảo trì các trang thiết bị kỹ thuật để sẵn sàng đón lưu lượng cao trong dịp cao điểm cuối năm. Cái vấn đề mà rất quan trọng nữa để dẫn đến cái lượng xe tăng đột biến từ đầu tháng 12 là cái thông tư 08 ra đời, là được các xe phương tiện được gia hạn trên 6 tháng từ mùng 3 tháng 12 trở đi, là bắt đầu những cái xe đấy, những cái xe 1,4 triệu cái xe mà không kinh doanh vận tải đấy là họ phải đi kiểm định lại. Chúng tôi đã được dự báo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, nên như vậy là chúng tôi đã chuẩn bị, công tác chuẩn bị là bảo dưỡng thiết bị phải thật tốt, bố trí lại nhân lực từ đăng kiểm viên đến nhân nghiệp vụ làm sao mà để hoạt động tốt nhất, hiệu quả nhất để phục vụ người dân, đảm bảo là không để ùn tắc xảy ra. Vào một số thời điểm, do số lượng phương tiện quá đông có thể xảy ra tình trạng ùn ứ, chủ phương tiện phải chờ đợi. Bên cạnh các giải pháp về nâng công suất kiểm định, có quy trình làm việc hợp lý, các trung tâm đăng kiểm cũng khuyến cáo chủ phương tiện đăng ký thời gian kiểm định để chủ động thời gian và không phải chờ đợi quá lâu. Về cái tình hình lưu lượng phương tiện đăng kiểm thời điểm cuối năm này thì hầu như tất cả các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc hoặc là Hà Nội, Khương Dương thì trung tâm chúng tôi thì là cái lưu lượng phương tiện nó rất là đông. Thì cũng rất mong là các chủ phương tiện trước khi đi đăng kiểm thì có thể là có những các phương thức như đặt lịch hẹn trước trên app hoặc là đến xếp hàng trực tiếp thì cũng phải mất thời gian chờ, và trước khi đi đăng kiểm thì hãy chuẩn bị những giấy tờ cần thiết nhất để được đăng kiểm nhanh và thuận tiện nhất. Các chủ phương tiện khi mà trước khi đi đăng kiểm thì nên bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra xe, có thể là tự kiểm tra những cái lỗi không đáng có khi đến đơn vị đăng kiểm, ví dụ như là đèn phanh, đèn lùi không sáng một bên, thì khi đi đến đăng kiểm những cái lỗi đó đã không đạt để được cấp tem thì những cái xe đó quay lại để đi khắc phục trong ngày. Trong thời gian tới, theo chỉ đạo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm chủ động liên hệ với các địa phương khác có các trung tâm đăng kiểm dư thừa năng lực kiểm định để trưng dụng, bổ sung tạm thời lực lượng đăng kiểm viên cho các trung tâm trên địa bàn bị thiếu hụt, nhằm khôi phục hoạt động thêm dây chuyền kiểm định.